Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến thời điểm này đã là 28 Tết rồi, không khí mua sắm cũng trở nên tất bật tại các chợ, các siêu thị trên cả nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì năm nay, do tình hình kinh tế suy giảm nên sức mua cũng không tăng so với những năm trước đây. Năm nào cũng vậy, dù ở tỉnh Hòa Bình, nhưng cứ vào những ngày cận Tết, chị Liên lại tranh thủ đến hàng mã, vừa để tận hưởng không khí Tết ở Hà Nội, vừa để sắm cho gia đình những phụ kiện trang trí dân gian truyền thống, đặc biệt là linh vật năm Giáp Thìn 2024 cùng nhiều mặt hàng độc lạ. Cận ngày Tết rồi, tôi lên để tôi sắm những cái đồ hàng mã. Đây rất nhiều mẫu mã đẹp hơn Hòa Bình nhà tôi. Nhà tôi thì nó không được nhiều mẫu mã đẹp như thế này. Nên là hôm nay tôi lên để tôi sắm về để tôi trưng Tết. Và cũng đi dạo quanh cái phố hàng mã này, nó rất là đẹp. Tôi rất thích cái phong cảnh như thế này. Những sản phẩm truyền thống như câu đối đỏ, đen lông, ly si, dây treo tường vẫn chiếm ưu thế tại các cửa hàng. Đa số mặt hàng này gắn với biểu tượng linh vật rồng của năm 2024, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, mua sắm. Chắc chắn là Tết thì phải đi qua khu hàng mã, tại vì là khu này thì có rất nhiều đồ trang trí Tết. Với lại ở đây thì em cũng thấy là không khí khá là, tức là nó kiểu rất là không khí Tết đấy ạ. Thế em nghĩ là đây là một trong những cái địa điểm mà cái dịp gần Tết là đến là thú vị nhất. Dù phố hàng mã luôn chật kín, tấp nập người qua lại, tuy nhiên theo một số chủ cửa hàng cho biết, lượng khách mua hàng kém hơn so với mọi năm. Mọi năm với năm nay ấy, thì nó có chậm hơn. Nhiều người là cũng có cái ý kiến là cũng kêu ế, nhưng mà theo tôi thì cửa hàng của tôi thì tôi vẫn thấy bán cũng tức tắc, cũng nói chung là cũng tạm tạm. Tết Nguyên đán năm nay, kinh tế khó khăn cộng với vật giá leo thang, chị Hà và gia đình quyết định không tích trữ thực phẩm. Hết đến đâu, mua đến đấy. Năm nay thì tôi không mua sắm gì cả. Thứ nhất là kinh tế. Với cái hai là cái thực phẩm thì mọi người cũng biết là nó không được an toàn. Nên là mình có con nhỏ nên mình cũng lựa chọn để mua. Và cộng kèm theo là kinh tế nữa, rất khó khăn. Cái gì nó cũng đắt. Nói chung là Tết năm nay cảm thấy buồn lắm. Ai cũng kêu không có tiền. Những ngày cận Tết thường là dịp các khu chợ nhộn nhịp, tấp nập hơn ngày thường. Tuy nhiên, trái với cảnh tượng trên, các khu chợ truyền thống tại Hà Nội lại điều hưu, vắng vẻ, khiến tiểu thương than ngắn thở dài. Khách rất vắng, khách vắng lắm, mà như là dân như là hết tiền, không thấy. Mà năm nay đúng là hết tiền thật, lương thường thì công nhân thì ít, cho nên là không có sự mua bán chuẩn bị như những năm trước. Các bà đi chợ đều kêu, cái thứ nhất là giá cả nó cũng có lên, thế mà đồng lương thì của các con hoặc của chồng con này thì ít, cho nên là họ cũng nói là hết đâu mua đấy, bởi bây giờ nó cũng gần như bão hòa, nhưng mà không có sự chuẩn bị như những năm trước. Một năm kinh tế khá khó khăn, nhưng ai cũng cố gắng sắm sửa cho mình một cái Tết đủ đầy, hy vọng năm mới sẽ khởi sắc để tất cả mọi người được bình an.